Thưa quý vị, bây giờ tiếp nối với chương trình của chúng ta sẽ là một cuộc thi chạy vừa mới diễn ra xung quanh Hồ Hoàn Kiếm của chúng ta thôi. Tuy nhiên, cái điều quan trọng của cuộc thi này nó không phải là người thắng kẻ thua mà nó là những thông điệp từ chính những người tham gia cuộc thi này muốn được chia sẻ với quý vị. Hãy cùng xem. Cuộc thi này là sự phối hợp giữa các bạn khiếm thị và tất cả những ai sẵn sàng tham gia trải nghiệm chạy với người khiếm thị. Giải có các nội dung chạy bộ 1,7 km tương đương một vòng Hồ Hoàn Kiếm và 3,4 km tương đương hai vòng hồ. 187 người khiếm thị là có ngần ấy bạn chạy trên suốt chặng đua. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau và cùng chạy với nhau. Chúng tôi gặp nhau thì cũng đã chạy với nhau rất là ăn ý ạ. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về những quãng đường chạy, về những chướng ngại vật rồi rất nhiều thứ nên là nhưng đã có sự chuẩn bị trước ạ. Đây là đầu tiên chạy với Hiệp nhưng mà thấy là Hiệp là một người có khả năng chạy rất tốt và rất ăn ý với tôi. Bởi vì lúc về đích có những lúc mà Hiệp còn dắt tôi chạy chứ không phải là tôi là người dắt Hiệp. Lần đầu tiên mà tôi cảm thấy là chạy như một hoạt động tập thể, như một môn thể thao đồng đội. Trong số các vận động viên khiếm thị, nhiều người lần đầu tiên tham gia một sự kiện thể thao cộng đồng. Thậm chí đây mới là lần đầu tiên chạy bộ nên đối với họ, chạy bộ trên phố đi bộ bờ hồ mang lại một trải nghiệm rất mới. Trước khi bắt đầu cuộc đua, những cặp đôi chạy được làm quen và ngay hướng dẫn cách buộc băng tay để cùng tham gia. Người tham gia sẽ giúp người khiếm thị buộc băng tay sao cho hợp lý nhất để tạo sự đồng cảm và thấu hiểu với người khuyết tật trên hành trình hoàn thành vòng thi. Bình thường thì chúng ta thấy rất ít người chạy cặp cả. Chúng tôi muốn nói lên là một cái lời mời gọi của người khiếm thị với người sáng bình thường. Hãy chạy với tôi đi. Anh có thể chưa thấy tôi chạy bao giờ nhưng lần này anh có thể thấy chúng tôi chạy như thế nào. Mục đích của giải chạy thì là chúng tôi muốn nâng cao cái nhận thức của hai bên, của người khiếm thị và của cả người sáng bình thường, là họ trao nhau một cơ hội để có thể hiểu nhau tốt hơn về cái mỗi hoàn cảnh của mỗi người. Khoảng cách giữa người khiếm thị và người tham gia bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái nắm tay, qua đó tạo cơ hội cho hai bên đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh cuộc thi, chương trình còn có nhiều góc trải nghiệm như chơi cờ, ca hát hoặc tập định hướng cùng người khiếm thị. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về thế giới của người khiếm thị, cũng như chia sẻ sự cảm thông với cách người khiếm thị cảm nhận cuộc sống.